Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tổng hợp của mình. Thì hôm nay mình có một cái bầu đun nước nóng của kênh nước nóng lạnh. Thì nhân tiện đây mình sẽ làm video để cùng các bạn đi tìm hiểu cấu tạo của nó. Thì đây bên lớp ngoài cùng này nó là một cái lớp nỉ để báo ôn các bạn. Nó chỉ để cách nhiệt thôi. Đó. Mình sẽ tháo ra cho các bạn quan sát. Thì cái bầu này là một cái bầu inox để chứa nước và đun nước nóng. Đó. Mình thấy cấu tạo của nó rất là đơn giản. Nó gồm các đường ống dẫn nước vào và nước ra cũng như đường nước xả đáy. Khi mà chúng ta vệ sinh thì chúng ta sẽ xả hết nước đáy ở trong cái bầu đun nước này ra. Đó. Thì đây là hai cái chân sợi đốt để làm nóng nước này. Đó. Nó được cấp điện 220V. Thì để đóng cắt điện cho sợi đốt thì chúng ta thấy có hai con dơ le nhiệt này các bạn này. Đó, nó được bắt vào thân của bầu đun nước. Một con ngắt lửa và một con ngắt nguội nha các bạn nha. Đó, điện 220V. Thì các bạn thấy điện dây lửa của 220V sẽ đi vào dây vàng, qua dây le nhiệt và dây đỏ và cấp điện cho sợi đốt. Thì hai cái dây xanh đỏ này nó sẽ cấp lên một cái đèn báo trạng thái ở phía trước cây nước nóng lạnh. Khi mà bầu đốt làm nóng nước thì nó sẽ lên đèn màu đỏ các bạn nhé. Đây, dây lửa của 220V sẽ đi vào dây vàng qua dơ le và sang dây đỏ cấp cho sợi đốt. Tiếp đến dây nguội sẽ đi qua con dơ le thứ hai sang dây xanh và cấp điện cho sợi đốt. Đó. Thì bây giờ mình sẽ tháo cho các bạn xem cái con dơ le nhiệt này. Để xem nước của chúng ta được đun đến bao nhiêu độ thì nó sẽ ngắt nhé. Thì ở đây mình thấy nó dùng hai con dơ le nối tiếp nhau, chắc chỉ để đảm bảo an toàn thôi, một con để ngắt và một con để dự phòng. Đây các bạn ơi, con này là 95 độ các bạn nhé. Đó. KSD301 95 độ này, 250V 5A. Như vậy là nước sẽ sôi đến 95 độ thì con phía dưới nó sẽ ngắt điện của sợi đốt. Mình tháo tiếp con phía trên ra cho các bạn xem. Đó, thì sửa cái bình nóng thì cây nó nước nóng lạnh này thì khi mà các bạn gặp mà nước nó không nóng ấy, thì các bạn sẽ kiểm tra hai con dơ le nhiệt này trong mình xem nó còn sống hay không. Đó, con phía trên là con 85 độ các bạn ơi. Như vậy là nước trong cây nóng lạnh của chúng ta chỉ sôi được đến 85 độ C là con dơ le nhiệt 85 độ nó sẽ ngắt điện của sợi đốt nha các bạn nhé. Thì cái con 95 độ chỉ để dự phòng thôi. Để bảo vệ khi mà con dơ le 85 độ bị chập thì con nước sẽ sôi đến 95 độ. Thì con 95 độ nó sẽ ngắt điện của sợi đốt. Đó. Thì nếu mà gặp nước không nóng thì các bạn kiểm tra hai con dơ le nhiệt này. Tiếp đến là kiểm tra sợi đốt xem nó còn hay không. Đó là những cái bệnh đơn giản nhất của cây nước nóng lạnh. Và cũng rất dễ là kiểm tra và sửa chữa. Thì mình xin kết thúc video của mình tại đây. Các bạn xem video thấy hay không?